Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 nhân sự, đường lối và thách thức. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam nhóm họp từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 và chính thức khai mạc vào hôm thứ ba ngày 26 tháng 1 tại Hà Nội với dự kiến kéo dài một tuần đến ngày 2 tháng 2. Nhân sự chính trị quan trọng này, một số nhà quan sát Việt Nam từ trong và ngoài nước đã chia sẻ với đài BBC nhận định về tình hình và khía cạnh nhân sự và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội. Trước hết, từ Warsaw, thủ đô Ba Lan, nhà báo Mạc Việt Hồng, chủ biên báo mạng Đàn Chim Việt Online, đưa ra một số bình luận cảm quan của mình như sau. Trước hết, tôi chú ý một thông tin trên trang mạng Chính phủ Việt Nam cho biết đại biểu nữ chiếm 13,99% ở đại hội 13 lần này. Tôi thấy rằng nếu so với kỳ đại hội trước, đại hội 12 thì con số này nhích lên. Đây là hình ảnh các đại biểu nữ tham gia đại hội chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tỷ lệ nữ của đại hội 12 là 12,85%, tuy nhiên nếu tỷ lệ này đặt trong bối cảnh từ ngày có chế độ mới của Đảng Cộng sản luôn dương cao khẩu hiệu nam nữ bình quyền thì đây là một con số khiêm tốn. Nó cho thấy việc bình quân và bình quyền vẫn chỉ đơn thuần là khẩu hiệu chứ thực tế còn rất chênh lệch. Thứ hai là về chế độ chính trị của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi muốn nói thêm một điều rằng từ 2 đến 15 năm trước đây, khi mới tham gia vào hoạt động đấu tranh cho tự do dân chủ, tôi có cái nhìn lạc quan hơn nhiều. Nhưng cùng với thời gian và thực tế quan sát tình hình chính trị ở Việt Nam thì tôi không còn lạc quan nữa. Theo tôi, chế độ Cộng sản Việt Nam có thể còn tồn tại lâu, ít ra là vài kỳ đại hội nữa. Tôi cho rằng có hai con đường để Việt Nam dân chủ hóa, từ trên xuống dưới và từ dưới lên lên. Nhưng hiện chưa thấy có dấu hiệu khả quan nào, chuyển động từ dưới rất yếu, không có phong trào nào đủ mạnh vì cứ nho nhoe ra ai là tổ chức nào là bị đàn áp liền. Đảng Cộng sản phải nói là họ rất có kinh nghiệm, rất cao tay trong việc chấn áp đối lập. Có lẽ họ đã rút được kinh nghiệm từ sự sụp đổ của Đông Âu cũng như của những phong trào sau này như cách mạng Hoa Nhài. Họ ngăn chặn mọi sự liên kết, mọi sự hình thành và lớn mạnh của các tổ chức. Từ ngả thứ hai, từ trên xuống dưới, ta cũng chưa thấy một cốt bao chốt nào cả. Thành phần thủ cựu theo tôi hiện vẫn đang áp đảo, chưa có hy vọng gì. Ngoài ra, một điều nữa tôi muốn chia sẻ ở đây là tôi thấy người dân Việt Nam thực sự chưa bao giờ được hỏi ý kiến là họ muốn gì, muốn đảng viên, Đảng Cộng sản lãnh đạo hay không. Từ xưa tới nay họ luôn bị áp đặt. Nhưng quan sát bầu cử Mỹ chẳng hạn, có thể thấy dân Việt Nam rất quan tâm tới chính trị, tới việc bầu bán. Trong khi đó, ở Việt Nam lại ngược lại, bầu bán ai lên ai xuống là chuyện của đảng. Khó có thể nói dân Việt Nam có muốn Đảng Cộng sản lãnh đạo nữa hay không. Đây là hình ảnh Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc vào hôm thứ Ba ngày 26 tháng 1 tại Hà Nội. Bà nói thêm, tôi nghĩ có những người muốn đó là 5 triệu đảng viên, là những quan chức hay những người mà quyền lợi của họ gắn liền với sự tồn vong của Đảng Cộng sản. Dân thường mà ngồi hàng nước nghe chẳng hạn thì họ chửi đảng như hát hay. Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế, từ chỗ đói nghèo đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, nên cũng có luồng ý kiến bỏ phiếu bằng dạ dày và họ cho rằng không cần thay đổi gì nữa. Đây cũng là một rào cản cho việc dân chủ hóa, mặc dù về lý thuyết mà nói, khi kinh tế phát triển đủ để hình thành tầng lớp trung lưu thì tầng lớp này sẽ là tác nhân thay đổi xã hội. Việt Nam có thể nói đã có tầng lớp trung lưu nhưng chưa nhìn thấy sự chuyển động từ hướng này. Và trường hợp đặc biệt và phản ứng dây chuyền đã diễn ra như thế nào tại kỳ đại hội 13? Từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp, khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã đưa ra bình luận với đài BBC như sau. Điều đặc biệt trong danh sách tứ trụ mà theo một số đồn đoán thì nó không còn có người miền Nam nữa, cũng không còn nữ nữa. Thế thì nếu xem lại quá trình từ trước đến nay thì lúc nào cũng có người Bắc và người Nam, cũng có thời kỳ không có người miền Trung như đại hội 10 và đại hội 11 là không có người miền Trung. Thế nhưng chưa bao giờ là không có người miền Nam cả. Lần này xảy ra đồn đoán mà nếu đúng, lần này không có người miền Nam và cũng không có nữ. Còn bình thường, Thủ tướng Chính phủ làm hai nhiệm kỳ, nhưng với danh sách này thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ làm một nhiệm kỳ mà thôi, sau rồi chuyển đi. Lý do chuyển thì có thể là do quá tuổi, và trường hợp đặc biệt ở lại thì không làm Thủ tướng nữa. Thế còn chức vụ khác là Chủ tịch Quốc hội, tôi thấy là mọi người nói rằng có lẽ để ông Vương Đình Huệ làm Thủ tướng thì tốt hơn. Thế nhưng nói đi thì cũng nên nói lại một chút.
tức là quy chế 2014 rất rõ và chỉ rõ ở chỗ tiêu chuẩn để trở thành thủ tướng phải đảm bảo được những nhân tố như thế này. Thứ nhất là bỏ qua điều kiện về chính trị và ai cũng phải có điều kiện ấy, thì điều kiện về lãnh đạo kinh tế là phải có rất là sâu sắc, cũng như phải có hiểu biết về kinh nghiệm rất sâu sắc về mặt an ninh, quốc phòng. Nếu đúng với những điều kiện như thế thì ông Vương Đình Huệ không đủ điều kiện tốt về mặt an ninh quốc phòng, cho nên đấy có thể là một lý do mà người ta có thể đề cử chọn ông Phạm Minh Chính, bởi vì ông Chính đã có kinh nghiệm về kinh tế. Khi ông lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ông đã làm rất tốt, tỉnh ấy đã thay đổi rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Còn các vấn đề về an ninh quốc phòng, đương nhiên ông ấy nắm tốt vì ông ấy từng làm thứ trưởng công an, và trước đó ông cũng làm các cấp bậc khác nhau từ dưới lên trên ở trong ngành đó, nên ông hiểu các vấn đề về quốc phòng và an ninh. Cho nên đó là một nhận xét mà người ta cho rằng nên dựa vào quyết định 214. Còn với các danh sách khác ở trong Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thì quy định của họ rất rõ ràng là những độ tuổi dưới 50, tức là từ 50 đến 55, rồi từ 55 đến 60 và trên 60. Mấy khóa vừa rồi cứ như thế thành một dây xích, tức là cứ thế một tiến. Nếu quá tuổi thì trường hợp đặc biệt người ta xét, còn không thì nghỉ. Như vậy nó sẽ tạo ra một điều là đối với ai nằm trong trường hợp đặc biệt, và cho đến đại hội lần thứ 12 chỉ có một trường hợp đặc biệt. Bây giờ theo đồn đoán thế này thì đại hội 13 có thể có hai trường hợp đặc biệt, thì nó sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền ngược lại, là nó sẽ bớt đi một vài khả năng cho những người trẻ hơn. Và thông tin cho rằng đoàn kết hay là đổi mới nên đứng đầu khẩu hiệu tại đại hội. Một nhà báo tới trung tâm hội nghị quốc gia sáng ngày 25 tháng 1 để theo dõi đưa tin về đại hội 13 đã nói với đài BBC tiếng Việt rằng điều dễ ghi nhận khi bước vào trung tâm báo chí phục vụ đại hội tại Hà Nội là khẩu hiệu đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Khi được đề nghị bình luận về khẩu hiệu được đưa ra lựa chọn từ đại hội, từ Hà Nội, nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, cựu thiếu tá an ninh, người từng có nhiều năm làm việc tại Bộ Công an Việt Nam, đã nói với đài BBC như sau. Đài BBC có nhắc tới khẩu hiệu đó thì bây giờ tôi mới biết. Mặc dù tôi suốt ngày theo dõi ở trên mạng và báo chí của nhà nước, tôi đọc rất nhiều nhưng không bao giờ tôi nhìn đến cái khẩu hiệu đó. Xong bây giờ, quá tình, khi tôi nhìn vào khẩu hiệu đó, tôi hơi ngạc nhiên. Chữ của đoàn kết lại đặt lên trên đầu tiên làm tôi thấy hơi lạ, và cái đó tôi cho là không nên. Đây là hình ảnh khẩu hiệu nổi bật bên trong của đại hội như sau. Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Nó có thể gây ra một suy nghĩ mà báo chí nhà nước hay phê phán là thế lực thù địch, hoặc là lực lượng không có thiện chí với nhà nước, thì người ta có thể máy móc. Tôi xin lỗi dùng từ này, người ta nói rằng tại sao bây giờ lại đặt đoàn kết lên đầu, nghe ghê thế, hay là đằng phía sau có chuyện gì. Đấy là tôi ví dụ như thế, người ta có thể tận dụng chuyện ấy để người ta nói, thì theo tôi đề phòng nó như thế. Còn về nguyên tắc, phong cách của một đảng đang rất cần cái gì thì không nên đặt đoàn kết lên đầu tiên. Phải đặt cái gì đó, ví dụ như pháp quyền hay kỷ cương, pháp quyền gì đó chẳng hạn, hoặc đặt là đổi mới lên đầu. Nhân thể, tôi cũng nhắc đến một bài báo trên tờ báo Người Lao Động của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trong đó có nhắc đến từ đổi mới. Thậm chí là đổi mới lần 2, tức là ông Doanh cho rằng khởi động đổi mới lần 2. Rõ ràng, nghe đến từ đổi mới lần 2 thì mừng vô cùng, nhưng có lẽ tiến sĩ Lê Đăng Doanh dùng từ khởi động thì có nghĩa nhắc nhở như thế mà thôi. Còn nội dung, tôi thấy không có gì hy vọng cho có gì đổi mới. Còn theo tôi, quan niệm là phải đặt chữ đổi mới đầu tiên, nhưng không đổi mới được thì đành phải chịu thôi. Bởi vì Việt Nam đã đổi mới được hơn 30 năm rồi, và người ta cứ kêu gọi cần có đổi mới lần 2. Lần 1 chỉ là phần kinh tế thôi, còn hơn cởi trói một chút rồi lại khép lại. Thành ra người ta thấy hy vọng là có đổi mới lần 2, mà chính là đổi mới về dân chủ và pháp quyền, điều mà tôi cho là vô cùng quan trọng. Nhưng bây giờ đặt đoàn kết lên trên thì có nghĩa đổi mới sẽ bị lu mờ hẳn đi, và tôi nhìn khẩu hiệu có ý nghĩa như thế. Và thách thức nào đang đối diện với Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay? Cũng trong dịp này, một số nhà quan sát thời sự cũng đã chia sẻ về điều gì được cho là những thách thức và thách đố chính đang chờ đợi Đảng Cộng sản Việt Nam trước mắt cũng như hướng về lâu dài. Từ Lynch, Anh Quốc, nhà báo tự do Song Chi, cựu đạo diễn truyền hình đã nói như sau. Theo tôi, thách thức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn sắp tới rất to lớn, và nó đến từ chính mặt đối nội, nội trị. Đó chính là mô hình độc đảng lâu nay không có sự cạnh tranh từ các đảng phái chính trị khác, và nó khiến cho Đảng Cộng sản bế tắc, không có khả năng tự lột xác, đổi mới triệt để mà cứ sửa chữa, vá víu, vá đầu này, hở đầu kia. Đây là hình ảnh các đại biểu biểu quyết
thông qua chương trình phiên họp chủ bị vào ngày 25 tháng 1. Cơ chế đảng trị mà không hề phải là pháp trị hay pháp quyền, với Đảng Cộng sản đứng cao hơn tất cả, kiểm soát tất cả từ hành pháp, lập pháp, tư pháp, cả truyền thông cho tới việc người dân không có quyền tự do ngôn luận để chỉ trích, đóng góp những cái sai của nhà nước, không có một cơ chế phân chia và kiểm soát quyền lực, dẫn đến những tệ nạn không thể chấm dứt như độc tài, tham nhũng, sự tha hóa quyền lực, vân vân. Cần nói rõ là hiện tại và trong nhiều năm tới, theo tôi sẽ không có một lực lượng chính trị nào hay một phong trào đối kháng nào có thể đe dọa đến sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng chính mô hình độc đảng, cơ chế đảng trị này sẽ khiến Đảng Cộng sản Việt Nam không thể phát triển lành mạnh. Về kinh tế, xã hội, bên cạnh những vấn đề đã tồn tại từ lâu, không giải quyết được như nạn tham nhũng, hiện tượng làm ăn thua lỗ, thất thoát của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Khoảng cách giàu nghèo, sự bất công trong xã hội, môi trường thiên nhiên bị tàn phá, tài nguyên khoáng sản bị vơ vét, khai thác đến cạn kiệt, thì có những vấn đề khác. Đó là Việt Nam đã ký rất nhiều hiệp định thương mại đa phương, song phương. Nếu Việt Nam muốn tham gia sâu vào các sân chơi quốc tế, thì cần phải thay đổi từ tư duy, con người cho tới luật lệ, môi trường làm ăn để có thể đáp ứng yêu cầu. Tôi cho rằng một lần nữa Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự cần đổi mới tư duy, đổi mới chính sách lẫn nhân sự, đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trên hết. Có những chính sách hòa giải với nhân dân, khoan sức dân, bớt coi dân là kẻ thù, đẩy mạnh cải cách kinh tế tư nhân hóa nhiều hơn, đồng thời phải có cơ chế để kiểm soát, hạn chế quyền lực. Trước mắt, đó là những tổ chức dân sự cho tới quyền lực thứ tư từ báo chí, nhà xuất bản tư nhân, mạng xã hội và công nhận quyền tự do ngôn luận, quyền biểu tình của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021 với bản tin Đại hội 13 nhân sự đường lối và thách thức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.